Công ty WHA Industrial Development PLC là nhà phát triển hàng đầu của Thái Lan trong lĩnh vực phát triển bất động sản công nghiệp, cung cấp tiện ích khu công nghiệp và các giải pháp về bất động sản công nghiệp trong hơn 30 năm qua. WHA Industrial Development đã phát triển hơn 11 khu công nghiệp với tổng diện tích 7.824 ha, thu hút khoảng 34 tỷ đô la vốn đầu tư từ hơn 830 công ty sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp. Năm 2017, tập đoàn WHA đã lựa chọn tỉnh Nghệ An tại vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam để triển khai khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Chúng tôi mang tới đây bề dày 30 năm kinh nghiệm về phát triển khu công nghiệp với đẳng cấp quốc tế. Với tổng diện tích 498 ha, khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu của Nghệ An, tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Tỉnh Nghệ An được đánh giá là địa điểm lý tưởng cho đầu tư sản xuất với cơ sở hạ tầng và dịch vụ đa dạng, mạng lưới logistics cùng hệ thống giao thông đường bộ và đường biển thuận tiện, lực lượng lao động dồi dào được đào tạo bài bản. Hiện nay, giai đoạn đầu của khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An đã đi vào hoạt động và sẵn sàng chờ đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều ngành khác nhau như công nghiệp sản xuất ô tô, nhựa, điện tử và nhiều ngành khác. Dưới sự quản lý của Cục Kinh tế Đông Nam, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An đều được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu. Cơ sở hạ tầng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An bao gồm kiểm soát đầm nén đất đạt tiêu chuẩn, trạm bơm công suất 10 mét khối một giây và hệ thống đê bao quanh khu công nghiệp có chiều cao cộng 4,3 mét so với mực nước biển. Các tiện ích được thiết kế bài bản, hệ thống thoát nước mưa, hồ dự trữ nước mưa, nhà máy, trạm cung cấp nước, hệ thống xử lý chất thải và nước thải thân thiện với môi trường. Hệ thống điện đầy đủ và ổn định. Hệ thống thông tin liên lạc sử dụng dây cáp quang. Đáp ứng tiêu chí phát triển khu công nghiệp thân thiện với môi trường của tập đoàn WHA, hệ thống năng lượng điện mặt trời đã được lắp đặt tại nhiều vị trí ở khu vực văn phòng. Chúng tôi tự hào là khu công nghiệp sinh thái thông minh với hệ thống giám sát môi trường trực tuyến hoạt động 24/7 nhằm kiểm soát chất lượng nước thải đã qua xử lý, nước cấp và chất lượng không khí trong môi trường khu công nghiệp. Flycam và hệ thống camera giám sát được cài đặt trong khuôn viên khu công nghiệp nhằm đảm bảo an ninh và quản lý giao thông nội bộ. Với sự hỗ trợ từ các cơ quan chính quyền, các nhà đầu tư và cộng đồng địa phương, WHA chúng tôi cam kết xây dựng và phát triển khu công nghiệp thông minh, hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế ở Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung. Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An, trung tâm sản xuất và xuất khẩu ra thị trường thế giới.